nhà mình, ở nhà của Unisa là rất là sâu, quá trình đường ở trên mặt xe taxi đến không có được đâu cả nhà. Và chút xíu cho em Huy dớp lấy hành lý nặng 25kg để đủ là lên ở trên đất này chở taxi lúc bên em đi vô sông Pê. Trời, cái con chó bên kia thấy bên em bỏ cái túi ở đây, chó bên kia càng quấy vào mình cho đấy. Ai thấy rồi, chết rồi, em Huy đây rồi, cái hành lý tí rồi, đấy rồi, nó ngay liếm vậy nè. Em rước em đi về lấy nước nhiều nhiều vô. Nước suối này của chị cho uống mà. Em lấy nước nhiều lắm. Thấy chưa? Đây là giữ tiền. Giữ tiền. Lấy cái túi hành lý vô cho chị đó nha. Chị chắc ta bỏ cái túi không có được rồi. Trời ơi, đang tốn cả già ơi. Đang tốn là bỏ ở đây, bỏ cái túi hành lý ở đây chở taxi. Đúng rồi, xong rồi. Em Huy vô và lại lấy hành lý vỏ 7kg xách tay đem theo. Ui, ba con chó này đưa, tại sao không có chăm sóc bé nè lê cho người ta đấy. Dồn nụ ngồi xuống dồn bên kia. Con kem muốn cắn cho. ba con này rất là dễ thương lắm. Ở nhà nếu bé nan chở xe từng ở trên đường là biết bé nan đến ở nhà rồi, là đi vô liền cho tiếp bé nan, chăm sóc bé nan, không cho khác sổ bé nan. Lấy lửa. Đi ra, đừng có đáy nữa nha. Em lấy lửa nó lại. Đúng rồi. Lấy hết luôn em, không sao. Đúng rồi. Chị ơi, cắn này đi chị. Này bán nhiều đồ, em mua cái gì tha thú sẵn con chỉnh ăn ngoan cũng được. Sáng sớm đại Di với mẹ Mai đang đi mua đồ ăn sáng, làm ổ bánh mì. Hai mẹ con kiểu như là dần quen với cái nhịp độ nuôi bệnh ở trong bệnh viện á, thay phiên nhau ngủ cũng được, người ngủ 3-4 tiếng như cái thức ngủ gì cũng quen rồi. Ban đầu không quen thì nó mệt lắm. Nếu mà tình hình bà bá khỏe lại là sẽ được ở phòng dịch vụ, thì lúc đó là mình sẽ không cần phải thuê ở ngoài nữa, cho nên là Di không có thuê nhà trọ làm vậy á. Vì thấy hiện tại tình hình của bà bá là mỗi ngày một là khỏe hơn á, thuê nhà trọ thì Di nghĩ là nó cũng không cần thiết hiện tại. Với lại đi đứng hiện tại nó cũng quen á. Ở đây á, Di từ bệnh viện mà Di đi ra cái chỗ Di ở á, là Di đi một đường thẳng qua chợ Hòa Bình là tới cái chỗ Di ở rồi, nó gần lắm. Còn mà thuê chỗ khác á, nhiều khi á, nó xa hơn, kiểu vậy. Cô, về thái trước nha. Bắt cái đuổi. Cô về thấy trước nha. Nhồng nhẹo. Ở nhà với em Huy, cho em Huy lấy cơm nha. Ăn chay với em Huy luôn. Chém. Bye bye. Đang ăn cơm, thư giang ăn cơm. Bye bye. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Nhồng nhẹo. Thì mỗi ngày đều cố gắng quay thôi chứ cũng không biết quay cái gì. Nó có nhiêu đó thôi cả nhà. Nó có nhiêu đó đâu lại à. Ở đây nó có mấy cái đường này đi cũng khỏe, cũng an toàn nè. Chứ cầm điện thoại đi quay ngoài đường á, đi kênh sợ quay qua lại bị người ta giật cũng mất công lắm. Sáng nay á, là Di có gọi với bé Nan thức dậy để chuẩn bị đi về Thái. Trước mặt là buổi sáng ở chợ Hòa Bình nè. Chỗ gì ở thì nó gần ở chợ Hòa Bình.
nó thuận tiện cái là mình muốn buổi sáng hay là buổi trưa mình muốn ăn cái gì á mình đi kiếm, mình mua nó dễ á. 201. Đây hai hành lý. Nặng 25 kg. Tài xế này, tài xế là con đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nè, tài xế này nói là anh tên cái gì? Tên Toàn. Tên Toàn. Anh Toàn. Dạ, anh Toàn là cũng vậy thôi, cả nhà đưa mẹ đưa gia đình đi theo ngồi xuống sau lưng đi chơi vòng vòng và đưa bé Nan đi xong phê chung luôn. Là anh Toàn nói là lúc bé Nan với anh Nhi là đám cưới chung là có cái gì em có dậu với mẹ mẹ em đúng không? Đúng rồi. Mẹ em dậu uống nhiều lắm, mẹ em uống nhanh khoảng chục ly luôn á, lục ly bia luôn á. Mẹ em cũng mới biết ở đây uống vui quá con. Và bia không có mạnh mẽ dám ở Thái, nếu uống nhiều giống nó là mẹ lấy cái đầu đi xuống cái đất rồi. Nhưng mà mẹ lúc đó mẹ đi đám cưới với Nam, mẹ khóc vui luôn ạ. À. Con Linh nữa, con gì con có chú ba nữa, con. Dạ. Tiền con Sương. Dạ. Tại con Sương thì nó giỏi tiếng Anh á, nó nói chuyện như vậy. Dạ. Thôi phi. Dạ. Ok. Phi luôn. Dạ con đi về thấy trước nha ba ông bà. Dạ bé bài ba ông bà đi chơi vui vẻ nha. Anh dạ cảm ơn anh mấy bài phi luôn cả nhà. Con trai này dễ thương á, làm tài xế bắt tài đưa ba ông bà đi chơi vui vẻ nha. Dạ hẹn gặp lại. Tháng này bắt đầu tháng mới rồi là chắc sẽ có nhiều cái cho lo ở Bình Thái lắm. Ở đây thì Di thấy bán đồ ăn nó cũng rẻ, ở mì này có gì có xíu mại chả lụa ba tê là nó có 20.000 à. Hồi sáng nay khoảng 4-5 giờ sáng là Di ngồi Di đọc bình luận với lại là thả tim cũng Di là Di đọc bình luận cũng mấy ngàn cái. Đọc tới 6 giờ sáng luôn đó nha. Thì Di rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra để xem cũng như là bình luận quan tâm đến Di Nan. Nếu mà có thời gian là Di sẽ đọc hết tất cả bình luận của cô chú anh chị và các bạn. Tại vì bây giờ cũng khá là bận á, cho nên là khi nào rảnh thì Di mới móc điện thoại ra để đọc bình luận. Cha tại vì cha nằm kiểu như bà bá nằm á lâu một chỗ không được, phải thay đổi tư thế cho bà bá nhiều lần á, liên tục vậy á. Bởi vì Di cũng ít có thời gian để cầm điện thoại lắm. Thấy ở chung phòng, ở trong phòng bà bá là về phòng đó phòng bệnh nặng, thì ở chung phòng thấy là nhiều người người ta bệnh nặng lắm đó nha. Tối người ta ho người ta lên, bà bá cũng lên á. Chỗ này đi mấy bước là có hàng quán ăn, không sợ đói bụng. May mắn là ở gần khu này á, nó có đồ ăn kiếm cũng dễ, không có khó. Với lại cũng đa dạng ẩm thực nữa, ẩm thực của người Hoa đa dạng lắm. Cô Năm nè cả nhà, cô Năm đến thăm mua quá trời đồ ăn luôn. Trên cái gì
Vinasa. Trời ơi. Rất là thấy thương cả nhà ơi. Tại vì con nó hiếu thảo mà coi cái clip vợ chồng nó thì xuống nước mắt cầm không được. Con Năm mua bánh mì rồi nước, mua lương thực lên để cho mẹ Mai với Duy ăn nè. Đây. À trời ơi. Thấy không có gió luôn bé Phân ơi. Nè. Trời ơi. Đi có hết hai từ nhà cả nhà không, bến xe không có gió luôn. Bé Phơn cùng điện thoại với Nam nói chị ơi, như chị không có về lần này là không biết là sẽ lấy xe đi vào ngoài bơm gió được không, cái này chắc là bơm kiếm ở bơm gió chút xíu à, lấy xe đi đổi cái này mới chắc cần hết hàng rồi, 2 năm rồi cái bến xe này chắc hết hàng thiệt. Mấy Nam thấy nhiều lần rồi, có một bến xe một bên này là nhiều lần rồi là hết làm mì mì, tại vì mà không có thời gian đi đổi được, cả nhà làm công chuyện nhiều quá quý. Nghe chuyện khác nãy xảy ra của bà bá bệnh đi chưa có thời gian đổi cho kịp, bây giờ đi kiếm người giúp chút xíu. Cả nhà ơi, bình tĩnh rồi, để chút xíu với Nam đang đi kiếm ở sửa xe chút xíu. Ok cả nhà ơi, bây giờ là anh nó là nói là bây giờ em có gió rồi ở bến xe, bây giờ em lấy xe đi cho người ta coi lại đi. Đôi khi mình chở xe với Nam với anh gì chở xe liên tục với lấy hàng đi lên đi qua đi lại Surat Thani với Bangkok đúng không cả nhà, đôi khi ở trên đường mình cặp với cái tâm cái chim gọi gió không, để xem anh cả nhà đi theo anh. Mới đến ở Bangkok cũng có chuyện một này xảy ra rồi cho mình chơi sắp rồi cả nhà. Hôm nay sẽ đi làm công chuyện với bé Nan cô đơn nha. Cái bến xe nãy bệnh cái gì nè, tại sao không có gió hoài, có một mình nãy bệnh nè, bệnh nhắm bà phá luôn, chắc tiểu đường quá. Ấy không phải, chắc tiểu gió. Mấy giờ chị? Mai chiều được không? Chiều được. 12 giờ được không? 2 giờ. Ủa hay là 2-3 giờ chiều được không? 2-3 giờ chiều tại vì hết toàn mặt rồi. 2-3 giờ chiều. Ủa con chị coi giùm em bao nhiêu tiền? Chật chung luôn á. Sáu chục hả? Rồi. Ấy. Mà 2 giờ không tới có nha chạy. Hết toàn mặt rồi. Với lại ở trên mạng á, trên Facebook với lại ở trên YouTube cũng có nhiều khán giả kiểu như cũng yêu mến á, rồi cái muốn đem đồ ăn tới á, mà bây giờ hiện tại là Di nhận hết, Di với Mai nhận không được nữa, tại vì nhiều quá rồi, không còn chỗ để nữa, mình đem đồ mình để nhiều quá trong bệnh viện không được, bị la cả nhà, nhiều lắm rồi. Rồi
Di với Na với mẹ Mai cũng để bớt đồ ở khách sạn, chứ mà đem hết đồ Di với mẹ Mai để vô bệnh viện chắc nhiều lắm. Thì lúc đó là nó kiểu như nó hơi nhiều quá rồi, cái sợ người ta la. Phải mình để gọn gọn lại, tại vì cái phòng của ba nằm là phòng bệnh nặng á, bắt buộc phải có gọn gọn lại mới được. Ở chưa? À? Bà quá chưa? Dạ bà quá đang trị, đang trị bệnh. Ủa dạ, anh biết em hả? Dạ. Ờ đúng rồi, đang chuẩn bị đi, mới đang quay vô vlog, đang quay vlog. Dạ quay đó rồi đăng lên rồi khán giả ủng hộ. Dạ. Anh bán gì vậy? À giao đồ hả? Dạ. Khán giả có xem. Di cầm điện thoại làm vlog á, tưởng Di là chị bán hàng. Mai giò hai cái chân cũng nhức đau á, cứng á, cho nên là nói chung là tối nào Di cũng massage bóp cho mẹ Mai đỡ nhất. Mẹ Mai cũng đau chân, đau khớp lắm cả nhà. Cũng may có dầu nhãn nha cả nhà. Di có bán dầu nhãn đó nha cả nhà, nhớ mua ủng hộ nha. Đang thèm cơm gà xới mỡ, gặp ngay gà xới mỡ gần nhà khách sạn luôn. Đây. 45.000 một phần. Bởi vì ở gần đây á, đi bộ nó khỏe. Từ nhà chỗ mà Di ở đi đến bệnh viện thì nó có 500m à. Mà trên đường đi thì mình có thể mua trái cây cho bà bá, hoặc là mua đồ ăn gì đó cho bà bá ăn cũng được. Không biết giờ bé Nan sao rồi, bé Nan chắc đến Bangkok rồi đó cả nhà. Rồi cái này mới cả nhà, nếu không có quán ở đây cho cơm ăn, dừng hòa, nếu hết hàng là chết. Người ta lấy tiền mình chết. Dạ, xin mời quý cô chú anh chị đi làm công chuyện vui vẻ với bé Nan nha. Ok cả nhà ơi, bây giờ là mình có túng tiền đắm thuế rồi của xe này. Nè, hết hàng cái tiếp là 256 2568 luôn cả nhà. Xong rồi, một công chuyện nữa. Hôm nay rất là mệt với nhiều công chuyện quá, nhưng mà là nhiều công chuyện của bé Na là rất là vui cặp chung với. Ví dụ cặp chui với anh chở xe taxi nè, hôm nay nè free cho bé Nan luôn cả nhà. Với đi làm cái này anh lấy tiền bé Nan 100 150, rất là rẻ, không có nhiều tiền đâu cả nhà. Hôm nay rất là giống một ngày, hôm nay 100 công chuyện, không có tới 100 công chuyện gì mà nói thôi. Nói cho nghe cho mạch thôi cả nhà. Ok cả nhà ơi, hôm nay bé Nan là đi trước cả nhà ơi. Anh Di ơi, thấy bé Nan không, bé Nan cũng lo chuyện một mình ở đây được. Dạ anh Di cố lên nha. Papa cũng chúc papa cũng hết bệnh danh với cho mẹ chăm sóc, và chúc mẹ Mai cho không có bệnh. Ơi là chút xíu bé Nan là đang tính đưa em ruột của bé Nan là đi ăn cơm ở đảo ngoài. Hôm nay chưa có ăn cơm, ăn được một ổ bánh mì ở Phú Quốc thôi à. Hôm nay là chúc cả nhà coi video này là đừng có lo, đừng có chửi chồng của bé Nan nha, là tại sao bỏ bé Nan ở Bình Thái một mình. Không phải đâu, bé Nan cũng lo công chuyện ở Thái cũng được cả nhà. Bé Nan cũng rất là mạnh mẽ lắm. Và không muốn cho chồng nặng hai cái bên, là cho chồng dừng là bây giờ là cho chồng dừng là cái này là bé Nan cũng lo, cho chồng dừng là bé Nan cũng lo được cả nhà ơi. Không có làm nặng với chồng yêu của bé Nan, một bên bình đây bình trải cho anh gì chăm sóc gia đình loại. Bây giờ papa cũng rất là bệnh quá bệnh, không sao. Bé Nan cũng bên đây là giữa, không có sao. Bé Nan là chăm sóc, còn chăm sóc mình được, còn chăm sóc giữa, chăm sóc mình được cả nhà. Ok anh yêu ơi, bé Nan đi trước nhà hôm nay. Anh yêu với cả nhà ơi, bé Nan đi trước cả nhà hôm nay. Bé Nan chúc cả nhà vui vẻ với coi video này nha cả nhà ơi. Bye bye, hẹn gặp lại video mới kế tiếp nha. Nếu ai thích video của hai đứa này, không quên like, subscribe và share cho anh yêu ở bên chồng, ở cho gia đình ở bên yêu có tiền lo gia đình nhiều nhiều nha. Bye bye. Chào cha, khỏe chưa cha?
khỏe chưa cho khán giả biết cái một cái dấu hiệu đi. Đó, khỏe đó cả nhà. Khỏe sao nó dị nhỏ dữ ta? Sốt sốt mà tại cha làm biếng nói chuyện chứ cha tỉnh hơn mấy đợt trước nhiều. Với lại sốt cũng ít hơn, thường thường một ngày sốt 4-5 lần, giờ ngày sốt còn 2 lần, kiểu như vậy. Đó, mẹ Mai đang đút cháo cho ăn nè. Gái ăn vô, ăn xong đi rồi con với mẹ Mai cũng đi ăn luôn. Chưa lạ không ngon lắm. Tập mẹ mở miệng ra như cha, hít thở này kia. Cha hiện tại là đã không cần thở oxy nữa rồi. Bà bá đang truyền thuốc, nói chung là hôm nay thấy bà bá cũng tỉnh táo cả nhà. Bác sĩ kêu là tập ngồi, cho bá ngồi là đang nằm cái giường cho nó cao lên nè. Ăn uống thì cũng còn yếu, nói chuyện cũng còn vẫn còn yếu, nhưng mà oxy cũng ok rồi, cho nên là người ta tháo oxy là không cho thở nữa, khỏe rồi là tháo ra. Cái bên giường là chú Vũ cũng là bị sốt xuất huyết hả chú? Hai bạn già nằm cái bên nhau buồn buồn cái tâm sự, nhưng mà bà bá đâu có nói nổi đâu, chú nói nổi với bà bá đâu nói nổi đâu. Lâu lâu mình cũng nói chuyện để hỗ trợ cho nhau, để cơ bắp cơ hầm nó nói chuyện dễ. Dạ chú có đương gái chú trai vậy? Chú có đương gái đương trai hả? Cha con hỏi là chú có mấy đương gái đương trai? Chú có, tôi thì có được có tao mộ à, thằng năm nay mới 27 tuổi. Có thằng con trai 27 tuổi. Có thằng gì nhất hả chú? Thằng sáng vô không chú? Thằng sáng vô không chú? Giờ là cha nói yếu cả nhà, gì phải dịch lời. Để cho nói chuyện á, cho cái nó tỉnh táo. Cái cổ họng mình cho nó hoạt động động lên, hít thở này mình không chịu nói thì cái cổ họng mình nó bị kích. Người ta có nói là bao lâu chú khỏe không? Người ta nói bao lâu chú khỏe không? Chú gắng khỏe nha chú. Chú vậy chắc cũng 60 mấy à, 68 hả? 67, 68 à? Năm nay chú 67 tuổi. 67 tay đau hả? Để xíu con bóp chân xong rồi con bóp tay cho mẹ luôn cho. Mẹ Mai đuối rồi, mẹ ngủ luôn cả nhà. Giờ này là Di cho mẹ Mai ngủ nè, ngủ tới 3 sáng, giờ sáng, 2, 3 giờ sáng. Di thức tới 2, 3 giờ sáng. Di ngủ rồi mẹ Mai thức gì đó. Mẹ Mai thức tới 5, 6 giờ sáng. Di ngủ tới 5, 6 sáng cái Di thức, cái Di canh. Hai mẹ con sẽ thay tả rồi lau dọn vệ sinh cơ thể cho cha, sau đó là bắt đầu là cho mẹ Di ở lại, cho mẹ về khách sạn mẹ tắm rửa rồi mẹ ngủ, khoảng trưa trưa cái mẹ lên tiếp. Nhớ lúc nhỏ mình hay là em trai bị sốt á, thì cha mẹ thức cả đêm ngủ không được, ngồi trong buồng dùng giấm lọc tay chân để hạ sốt, ngồi canh cả đêm. Lúc đó cũng không để ý lắm, nhưng mà tới sau này, mãi về sau này khi mà cha mẹ bệnh á,
những đoạn ký ức đó là chạy trong đầu mình. Mình thấy sao mà mình hời hợt quá. Mình đã bỏ quên những cái điều gì chăng? Mình làm và quay lại những tư liệu video này đăng lên trên YouTube không phải là để người ta khen mình hiếu thảo hay là giỏi giang. Mình chỉ muốn gửi một chút thông điệp với những ai đang còn cha mẹ. Ráng lên, ráng, cố gắng hiểu và yêu thương như cách mà cha mẹ yêu thương mình vô điều kiện. Ở đây không phải là phim hay là tiểu thuyết, đây là vlog về cuộc sống. Đâu đó trong những video của mình làm, quay về cuộc sống gia đình, quay những người thân bạn bè, những câu chuyện đời thường, mình ngồi kể lại câu chuyện của chính mình mà người xem đôi khi sẽ thấy chính mình trong câu chuyện này.